Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta cùng gặp lại và đồng hành với nhau ở trên bản tin tuần trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán. Một tuần thì chúng ta sẽ có một bản tin phân tích tuần được up lên ở trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng và nội dung của video tuần thì như các anh chị nắm được rồi. Phần thứ nhất thì chúng ta sẽ view lại phần thứ nhất thì chúng ta sẽ view lại bộ ba tham số chung của thị trường gồm chỉ số VN30, chỉ số VN Index và chỉ số phái sinh. Uh, dự báo một số các cái kịch bản cho tuần giao dịch tiếp theo phần thứ hai thì chúng ta sẽ view ở các cái danh mục cổ phiếu tiềm năng uh, các cái mã cổ phiếu rất là quen thuộc đối với cộng đồng nhà đầu tư gồm có các mã cổ phiếu nhóm trụ nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp thép uh, nhóm ngành đầu tư công nhóm ngành bất động sản dân cư nhóm ngành chứng khoán và còn thời gian thì cũng sẽ phân tích thêm một số các cái ý về thị trường Uh, các anh chị lưu ý uh, tất cả những cái nội dung mà chúng ta phân tích ở trên video mang quan điểm cá nhân hùng lê vì vậy nhà đầu tư của chúng ta sẽ cân nhắc uh, trước khi xem và chúng ta tránh những cái uh, bình luận hoặc là tránh những cái quan điểm uh, tranh luận về mặt quan điểm cái đấy thì hùng không có thích đó bởi vì là ai cũng có cái quan điểm riêng của mình à và chúng ta là những nhà đầu tư thông thái thì chúng ta sẽ đi à, tham khảo à, rất nhiều à, các cái thông tin để chúng ta à, có được những cái kết quả đầu tư tốt nhất còn trên kênh hùng lê chứng khoán thì các anh chị nhé thì chúng ta gõ vào ở trên cái trang chủ của youtube ấy thì chúng ta tìm cái từ khóa hùng lê chứng khoán và đây là cái kênh thứ hai thì cái kênh này nó cũng rất là quan trọng nó bổ trợ cho cái kênh thứ nhất đó là hàng ngày thì hùng sẽ có một Uh, video phân tích bộ ba tham số chung của thị trường các anh chị, phân tích bộ ba tham số nội dung của thị trường. Uh, để chúng ta nhận diện thêm uh, sau cái bản tin phân tích tuần thì như vậy chỉ số VN Index, chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh ở trong phiên giao dịch ngày A, ngày B, ngày C nó đang diễn biến như thế nào và với diễn biến đó thì nó tích cực hay nó tiêu cực uh, so với những cái nội dung mà chúng ta phân tích ở trên bản tin tuần thì hàng ngày chúng ta sẽ có một cái bản tin đồng thời có một cái nội dung khá là quan trọng ở trên kênh hùng lê chứng khoán thì hùng có phân tích các mã cổ phiếu riêng lẻ và trong tuần vừa qua thì hùng phân tích thêm mã cổ phiếu fcn ở trong phiên giao dịch ngày hôm qua uh, mã cổ phiếu htn rồi mã cổ phiếu g uh, mã cổ phiếu mansan đó là những cái mã cổ phiếu mà được uh, ngoài cái danh mục mà chúng ta hàng tuần chúng ta phân tích rồi thì cũng sẽ tỉa thêm những cái cái video nó khoảng tầm độ 10 phút thôi và chúng ta nói riêng từng cái mã cổ phiếu và ở trong cái mục danh sách phát đó các anh chị à, các anh chị sau khi tìm kiếm kênh xong thì các anh chị vào cái chỗ mục danh sách phát và trong cái mục danh sách phát này thì có cái mục gọi là cổ phiếu tiềm năng của 2024 thì các anh chị sẽ bật vào đây đó, các anh chị bật vào đây và như vậy thì chúng ta sẽ À, xem được hết tất cả các cái video mà liên quan đến các cái mã cổ phiếu mà hùng lê phân tích các anh chị đó thì đấy sẽ là một cái uh, nội dung khá là quan trọng và báo để các anh chị em của chúng ta uh, có thêm uh, những cái nội dung tham khảo trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư ở một cái phần tiếp theo một cái phần tiếp theo nữa thì hùng cũng uh, xin được trao đổi với các anh chị em ở nhà đầu tư đó là khoảng tầm 9 giờ À, tối ngày hôm qua à, sau khi mà 9 giờ đây các anh chị 20 giờ 56 phút ngày hôm qua thì cứ hết một ngày thì Hùng sẽ có những cái nội dung à, tổng hợp à, khá là chi tiết. Và kết thúc phiên giao dịch ngày thứ năm thì chúng ta chuẩn bị cho phiên giao dịch ngày thứ sáu thì chúng ta sẽ đánh giá hai cái nội dung chính đó là sự tạo lập của chỉ số VN Index ở trên trả kỹ thuật ngày và đánh giá bộ ba tham số chung của thị, uh, thị trường ở trên các kỹ thuật giờ. Thì uh, cái thứ nhất là đánh giá về xu hướng của index ngày thì các cái nội dung phân tích nguyên giá trị đặc biệt là ý đồ mà chỉ số VN Index nhốt ở trong mô hình tam giác và hiện tại thì chúng ta trong phiên giao dịch ngày thứ năm thì chỉ số VN Index vẫn nhốt thành công ở cái biên ngang ở vùng 1247 đến vùng 1250. Và có một cái ý nữa cái thứ nhất đó cái ý nữa đó là kịch bản thì dự kiến VN Index tiếp tục sideways và cái sự luân chuyển giữa các nhóm ngành khá là nhịp nhàng nhất là nhóm banh vẫn tiếp tục neo ở vùng đỉnh cho thấy là lái đang cố gọi là kéo nốt những cái nhóm chưa chạy và trước khi mà thị trường sẽ bắt đầu quang tèo thứ ba nữa là đoạn này thì Hùng Lê khuyến nghị với các anh chị đó là chúng ta đi nhẹ, nói khẽ cười duyên và bản thân cá nhân Hùng Lê thì cũng như vậy. Không dám manh động và các cái vị thế khuyến nghị mua thì gần như chúng ta xác định chen dài chúng ta mới cân. Các cái mã cổ phiếu đạt kỳ vọng thì các anh chị em chốt dần đi. Lên thang bộ, lên thang bộ xuống thang máy. Đó là nguyên lý chung của thị trường. Và hiện tại thì chúng ta đang thấy index chậm đà tăng, tức là nó đang lên thang bộ. Không biết một cái lúc nào đó vui vui hắn xuống thang máy thì là mệt và quan điểm lúc này đó là quản trị rủi ro sẽ là ưu tiên số 1 ở lúc này. Đó, thì các anh chị thấy rằng là trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì uh, tất cả những cái gì mà chúng ta nói, đó, thì chúng ta mới thấm được, thấm và ngấm các anh chị, thấm và ngấm. Để chúng ta thấy rằng là ở trên thị trường chứng khoán đó, thì gần như là chúng ta sẽ không thể nào mà chúng ta chống được xu hướng. Các anh chị, chúng ta không thể nào chống được xu hướng, mà chúng ta chỉ phòng thôi. Và phòng là gì? Phòng là có nghĩa là chúng ta có những cái mã cổ phiếu mà chúng ta đạt được những cái target kỳ vọng. Thì chúng ta nên canh để chúng ta chốt dần, đúng không ạ? Những cái mã cổ phiếu nào mà chúng ta đang xác định, à như vậy chúng ta còn có thể đánh được ở góc độ trung và dài hạn cho cả năm 2024. Thì chúng ta túc tắc, chúng ta gom và um, chúng ta cầm nắm những cái vị thế đó cho cả năm. Thì cái câu chuyện là nếu góc nhìn cho cả năm nó sẽ khác với cái góc nhìn ở trong ngắn hạn các anh chị lưu ý là như vậy và uh, lên thang bộ và xuống thang máy đó là một cái thuật toán mà rất rất nhiều anh chị em nhà đầu tư mỗi một lần thị trường chúng ta chỉnh thì chúng ta lại bắt đầu thốt lên cái câu nói đó và tí nữa thì cũng sẽ phân tích khá là sâu tâm lý hành vi của nhà đầu tư sẽ như thế nào trong cái tuần giao dịch tiếp theo thì chúng ta sẽ phân tích dựa trên cái ý đồ tạo lập của chỉ số vn index này rồi các anh chị nha bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của bản tin tuần này chỉ số VN Index tuần từ phiên giao dịch ngày 4 đến ngày 8 tháng 3 thì như đã có phân tích ở đây ngay vào phiên giao dịch của phiên ngày 4 thì chúng ta có dự báo khả năng thì chỉ số VN Index của chúng ta sẽ tiếp tục có gáp tăng nhẹ và sau đó nó sẽ đi lấp gáp và cái vùng lấp gáp dự kiến ở vùng 1255 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 1247 đến vùng 1250. Và như đã có phân tích cho các anh chị từ tuần trước chứ không phải tuần này đó là gì cái vùng 1247 đến vùng 1250 nó sẽ là cái vùng hỗ trợ cực kỳ then chốt để giúp cho ở chúng ta định lượng về cái xu hướng tiếp theo và trên cơ sở là khi mà chỉ số vn index của chúng ta test tích lũy thành công ở những cái vùng 1250 1255 thì như vậy là chúng ta lần lượt ở chúng ta dự báo các cái vùng target mục tiêu thì các anh chị nắm lại ở vùng trước đây thì chúng ta đã có một cái target 3 phẩy ở vùng 1260 và sau đó thì cũng tiếp tục phân tích một cái target rốn ở biên 1265 đến vùng 1270 anh chị, thì như vậy là trong tuần thì phiên giao dịch của ngày mùng 6 là chỉ số VN Index của chúng ta đạt lên được trên vùng 1270 và cá biệt là suy soát lên đến cái vùng cản 1280 trước khi nó quay lại chỉnh cung. Và tiếp theo đó thì đến phiên giao dịch của ngày mùng 8 tháng 3. Bản chất ở trong phiên ngày hôm nay thì ngay từ đầu phiên thì uh, như vậy là ở uh, trong phiên ngày hôm qua thì cũng có dự báo là khả năng thì chỉ số VN Index sẽ tạo gáp ở trên vùng 1271. Và ngày hôm nay thì cái cây nến giờ đầu tiên thì nó cũng lên được khoảng quanh vùng 1273 đó trước khi mà nó quay lại về nó, nó nó bắt đầu nó chỉnh cung ở đây thì cái điểm chỉnh nó chỉnh lần lượt thôi đầu tiên nó sẽ chỉnh về vùng một hai sau đó về vùng một hai ở 1260 thất bại thì nó sẽ về vùng 1255 và sau đó thì uh, cây nến giờ kết thúc phiên hơi đuối. Thực ra là hơi tiếc nuối một tí trong phiên giao dịch ngày hôm nay cây nến giờ từ 13 giờ đến 14 giờ là chỉ số VN Index của chúng ta đã rút lại được trên vùng 1255. Thậm chí là có thời điểm là chỉ số VN Index đã rút lại được ở trên vùng 1260. Đó là những cái tín hiệu hết sức là tích cực và trong trường hợp nếu như mà cây nến giờ kết thúc phiên một đóng trên vùng 1260 thì đẹp quá, các anh chị rất đẹp. <laughs> à, tuy nhiên là cây à, đến giờ kết thúc phiên thì như vậy là chỉ số VN index lùi về vùng 1247.5 tức là à, nái vẫn để cho mình một cái cơ hội ở đây các anh chị nhé à, vẫn một cái cơ hội gọi là cái, cái sự phân kỳ của vùng 1247 ở đây. Như vậy trong phiên giao dịch của ngày thứ hai tuần tới trong trường hợp tích cực tức là chỉ số VN index của chúng ta có nhịp hồi luôn đó. hoặc có thể nó nhún qua vùng một hai bốn bảy nhưng cái mẫu chốt ở đây đó là thị trường nó phải quay lại một cái trạng thái ổn định và các cái nhóm ngành bắt đầu quay trở lại phục hồi ngay từ đầu luôn và có thể có những gáp tăng kéo về vùng một hai năm đến vùng một hai sáu mươi sau đó nó đi lớp gáp để nó test lại cái biên hỗ trợ kỹ thuật ở vùng một hai bốn bảy một hai năm lần thứ hai và nó test thành công thì như vậy là chúng ta có thể kỳ vọng là gì chỉ số vn như của chúng ta tiếp tục phục hồi đúng không ạ còn trong trường hợp đấy chỉ số vnindex chúng ta thất bại vùng 1247 thì đương nhiên rồi chắc chắn là uh, nó sẽ lùi về những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật sâu hơn và những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật sâu hơn đó là gì đó là vùng 1240 và sau đó thì chúng ta sẽ uh, dự báo và quan sát thêm cái tín hiệu kỹ thuật của nó ở quanh vùng 1230 đến quanh vùng 1235 và tất cả những cái nội dung đó thì cũng đã phân tích ở trong cái bản tin hàng ngày rồi các anh chị cũng nắm được rồi và đó cái sự truyền thông và nó liên tục uh, chảy từ ngoài này qua ngày khác và tuần này qua tuần khác ok Bây giờ chúng ta cùng nhìn sang chỉ số VN30 ở trên chart cái thuật giờ tuần từ phiên giao dịch ngày 4 đến ngày 8 tháng 3 thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi. Và phiên giao dịch tuần thì ông cũng có dự báo là gì? À, khả năng thì chỉ số VN30 cũng sẽ có một gap tăng và sau đó thì chúng ta sẽ đi lấp gap ở vùng 1260, biên sâu hơn sẽ là vùng 1250 đến vùng 1255. Thì như vậy là sau khi mà chúng ta có được những cái điểm lấp gap như vậy rồi thì cũng tiếp tục xây lên một cái target kỹ thuật ở vùng 1280 đến quanh vùng 1285. Và nó đạt được mắc là vùng 1284 ở trong phiên giao dịch của ngày 6 và sau đó nó tiếp tục chỉnh cung lấp gáp và đến phiên ngày 8 tháng 3 thì nó tiếp tục công lại. Trong phiên ngày mùng 7 cũng nó cũng công lại rồi, trong phiên ngày 7 và mùng 8 thì nó tiếp tục công lại ở vùng 1280 đến vùng 1285. Tuy nhiên là sau cái điểm khá là tích cực ở đầu phiên thì như vậy là chỉ số VN30 của chúng ta cũng lấp lại vùng 1270. Sau đó thì nó lùi về vùng 1260 và cây đến giờ kết thúc phiên thì nói như Hùng cũng đã chia sẻ đối với các anh chị là hơi tiếc bởi vì có những thời điểm là chỉ số VN30 đã rút lại được ở trên vùng 1265 rồi và nó chỉ cần đóng trên vùng 1265 thì cái cơ hội ở cái 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 sắc nét của cái tuần tới nó lại đẹp hơn rất là nhiều. À, tuy nhiên cây nến giờ kết thúc phiên thì nó lại nhấn chìm mất cái cây nến giờ ở trước đó. Và nó cũng đóng sát đến vùng 1250, tức là trên vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần các anh chị. À, chính vậy nên là cái 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 cái, sự phân tranh ở phân tranh của thị trường ở trong phiên giao dịch của ngày thứ hai tuần tới nó tương đối là 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 căng thẳng trong trường hợp nếu như chỉ số vn30 vừa thoát lên trong trường hợp tích cực là vượt luôn thì như vậy là chúng ta vẫn có một cái sự kỳ vọng ở đây chỉ số vn30 sẽ kéo lại vùng 1270 đến khỏe khỏe đẹp đẹp thì nó lại tiếp tục lùi về vùng 1280 tuy nhiên trong trường hợp nếu như trong phiên giao dịch ngày thứ hai mà chỉ số vn30 chúng ta không lấy lại được vùng 1250 cộng thì như vậy rất có thể là vn30 sẽ rùi lại ở vùng 1240 và biên sâu hơn sẽ là vùng 1230 đến vùng 1235 tiếp tục đánh giá xu hướng tích lũy ở vùng này Bây giờ chúng ta cùng nhìn sang chỉ số VN30 F1M hay còn gọi là chỉ số Phái sinh thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi. Hùng đã có phân tích dự báo ở đây trên vùng hỗ trợ tuần thì chúng ta sẽ có điểm test ở vùng 1260, điểm sâu hơn sẽ là vùng 1250 và cản trên sẽ là vùng 1275 đến vùng 1280 thì các anh chị để ý là trong các cái bản tin hàng ngày rồi Hùng đã có phân tích rồi và bây giờ Hùng không có nói lại. Thì chúng ta nhìn thấy là trong tuần thì chúng ta có vùng cản tuần 1275 đến vùng 1280 là hai lần. Đó, phiên giao dịch ngày mùng 6 và ngày mùng 8. Ngày mùng 7 thậm chí là ngày 18 thì chỉ số vn uh, 30 mm m chạm cản. Đồng thời, ở uh, hỗ trợ tuần thì như vậy là chúng ta có một điểm test, hai điểm test ở vùng 1260 và một điểm test ở vùng 1250 và đến thời điểm hiện tại nếu chúng ta xét về chỉ số phái sinh thì nó kết thúc phiên ở vùng 1253 điểm à. Đâu đó đó 1253.8 tức là khoảng quanh vùng 1254 thì xét về yếu tố kỹ thuật có nghĩa là gì nó vẫn chưa bị á, nó vẫn chưa bị phá vỡ cái mốc 1.250 điểm ở đây và như vậy thì nái vẫn để cho mình một cái cơ hội á, vẫn mua để cho mình một cái cơ hội để gì để để có cái sự phân tranh của của phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba tuần tới ở vùng 1250 đó và hoàn toàn tương tự như vậy thôi trong trường hợp à, chỉ số phá sinh vượt lên trên vùng 1250 thì như vậy là cơ hội phía trước của chúng ta còn trong trường hợp mất vùng 1250 thì như vậy là chỉ số phá sinh ở chúng ta sẽ tiếp tục tính toán ở vùng 1235 đến quanh vùng 1240 đây sẽ là điểm hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo và hàng ngày thì ông sẽ có một bản tin các anh chị hàng ngày thì ông sẽ có một bản tin ở phân tích bộ ba tham số chung của thị trường thì các anh chị cố gắng các anh chị cố gắng xem bởi vì tất cả những cái gì hùng nói đó là những cái mà kinh nghiệm các anh chị kinh nghiệm trong cái quá trình chúng ta chinh chiến và đó là những cái giá trị và mong muốn cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta sẽ tiếp cận được để làm sao đó các anh chị xem những cái video của cá nhân hùng lê thì chúng ta cũng có một cái góc nhìn tham khảo đúng không ạ rồi có một góc nhìn tham khảo rồi thì sau đó thì chúng ta sẽ có thêm những cái quyết định nó đứng đắn ok bây giờ chúng ta nhìn sang chỉ số vn index ở trên trạc kỹ thuật ngày và mô hình tam giác đó chính là cạnh ngang ở đây chính là vùng 1247 đến vùng 1250. Và cạnh biên trên chính là cản xu hướng chéo của các anh chị. À, chúng ta nhìn thấy đây, ví dụ như là nó sẽ à, đi dần lên từ vùng 1265, 1270, 1275, 1285, 1290 và nó cứ cứ chạm cái trên này thì nó dội xuống và chạm cái hỗ trợ dưới thì nó bật lên. À, tuy nhiên là trong cây nến giờ của kết thúc của à cây nến ngày kết thúc của phiên 8 tháng 3 thì các anh chị lưu ý này, có một số các cái đặc điểm này. Thứ nhất đó là chỉ số VN Index của chúng ta bị sọt à, khá là sâu và cái điểm đóng nến là cái điểm sát với cái kênh hỗ trợ dưới tức là sát với vùng 1247 đó cái yếu tố thứ nhất cái yếu tố thứ hai nữa là trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì như vậy đây sẽ là phiên đây là một cái phiên phiên ngày 23 tháng 2 23 tháng 2 thì chúng ta có một phiên là khối lượng khớp lệnh của sàn hốt đạt 1,3 tỷ cổ phiếu trên một phiên và đến phiên ngày hôm nay thì tiếp tục là một cái phiên thứ hai mà khối lượng của sàn hốt đạt 1,31 tỷ cổ phiếu được khớp lệnh ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Đây là phiên phân phối thứ hai mà lực bán tương đối mạnh, các anh chị và thông thường trong cái quá trình mà chỉ số VN index phân phối ấy, thì cái lực, cái lực bán cái cái thanh khoản của sàn khớp lệnh trên sàn hốt thông thường nó sẽ đạt khoảng tầm từ uh, 1,05 tỷ đến 1,35 tỷ hoặc 1,3 tỷ cổ phiếu trên một phiên. Thì đó là một cái điểm mà chúng ta đang lưu ý. Thế thì uh, chúng ta sẽ quay lại cái cách tạo lập. À cái cách tạo lập của của thị trường ở uh, trong uh, trong trong cái giai đoạn hiện tại thì các anh chị uh, hùng không phân tích nhiều và chúng ta chỉ cần nhìn ở ba cái cây nến gần đây nhất thôi. Đó chính là phiên giao dịch của 31 tháng 1. Anh chị, chúng ta cũng có một cái điểm rơi khá là mạnh của chỉ số VNX và phiên vừa vừa rồi đúng không Chính là phiên 23 tháng 2. Uh, cũng có một phiên rơi khá là mạnh và đến phiên ngày hôm nay 8 tháng 3 thì chỉ số VN Index của chúng ta cũng có một phiên rơi khá là mạnh và ba cái phiên rơi mạnh gần đây đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy rồi. Và sau ba phiên rơi mạnh đó thì cái phiên tiếp theo tạo lập họ xử lý như nào thứ nhất đây là có một phiên hồi và nó hồi một phần hai của cái thân nến của thân thân nến uh, chỉnh trước đó ok và tiếp tục ở đây thì chúng ta cũng có một cây nến hồi và nó cũng hồi gần như một phần hai thân nến của cái phiên giảm trước đó và sau đó thì uh, chúng ta có tiếp một nhịp kéo tiếp theo ở đây cũng như vậy và ba cây nến hồi ba cây nến hồi liên tiếp và sau đó chúng ta có một chỉ kẹt tiếp theo vậy thì cái ý đồ tạo lập ở trong tuần tới sẽ như thế nào như cũng có phân tranh ở đây đó là vùng một hai nó sẽ rất là quan trọng trong trường hợp nếu như chỉ số vn index của chúng ta kết phiên uh, lùi lên được ở khoảng quanh vùng một hai sáu mươi thì như vậy là gì tích cực và tích cực ở góc độ tích cực như vậy thì có thể là chúng ta sẽ tiếp tục kỳ vọng chỉ số vn index chúng ta sẽ lầm lũi để bò lên sát đến vùng một đến vùng một ba điểm ở đây tuy nhiên là trong trường hợp nếu như cái cây nến của phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba đúng không? Chúng ta bị uh, xuất hiện một cây nến đây, các anh chị, hùng đã vẽ này. đây là một cây nến phân tranh đó và trong trường hợp nếu như nó mất ở vùng một hai bốn mươi sau đó rồi thì tiếp tục nó thể lùi sát về uh, vùng một hai ba mươi một hai ba như vậy á thì như vậy là chúng ta phải dự báo trong ngắn hạn chỉ số vn index của chúng ta sẽ chỉnh còn chỉnh về đâu thì hùng sẽ phân tích tiếp câu chuyện là như vậy chứ không không thể là là nó được nhưng ít nhất là vùng 1230 đến vùng 1235 trong trường hợp nếu chỉ số VN Index của chúng ta thất bại vùng 1247 sau đó tiếp tục thất bại vùng 1240 thì chắc chắn là 1230 1235 là cái, cái đích đến tiếp theo còn trong trường hợp nếu thủng 1230 thì nó sẽ đi đâu nó sẽ đi tiếp nó sẽ hạ tiếp chứ không phải là hạ đến như này đâu đó vậy thì cái câu chuyện là gì lên thang bộ lên thang bộ và xuống thang máy thì các anh chị để ý là đây chúng ta có 6 phiên giao dịch chỉ số VN Index của chúng ta bò từ vùng 1247 điểm lên đến vùng một vùng cho là vùng một hai tám mươi đi đó chúng ta có sáu phiên giao dịch để bảy phiên giao dịch các anh chị bảy phiên giao dịch để chỉ số vn index chúng ta bò lên được đến cái 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 mắc nhưng chúng ta chỉ có một phiên giao dịch thôi thì chỉ số vn index của chúng ta trả lại hết sáu phiên giao dịch đó đó chính là cái nguyên lý lên thang bộ xuống thang máy và nó muôn muôn thở muôn đời và mãi mãi về sau nó vẫn sẽ là như vậy và cái điều quan trọng nhất khi chúng ta ở trên thị trường chứng khoán các anh chị nhớ nha không phải trong một nhịp uptrend chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền đâu mà chúng ta tránh được, chúng ta tránh được các cú sập của thị trường. Và những nhà đầu tư họ thành công là những nhà đầu tư tránh được các cú sập của thị trường. Tức họ biết đến cái điểm dừng và đến cái điểm đó là họ canh, họ chốt lãi, họ không tham nữa. Đó. Còn với những cái nhà đầu tư mà cứ lan man lan man chốt xong xong đấy là là nó kéo cho lại FOMO rồi lại chốt rồi lại FOMO FOMO tức là liên tục bị cuốn vào cái vòng xoáy vòng quay của thị trường như vậy thì ở đấy sẽ là những nhà đầu tư thất bại và cái quan điểm của hùng thì như vậy và tối ngày hôm qua thì mình đã chia sẻ với các anh chị rồi. Quan điểm ở trong thời điểm hiện tại là quản trị rủi ro là ưu tiên số 1 chứ không phải là kiếm tiền nữa. Cái đoạn này không phải đoạn kiếm tiền nữa. Đó bởi vì là chỉ số VN Index của chúng ta nó ra đi quá tốt rồi các anh chị. Nó đi từ chỉ số VN Index của chúng ta chân sóng là từ ngày từ từ vùng 1015 điểm ở đây. anh chị, từ cái chân sóng này và nó đã lên được đến suy soát đến vùng 1280 điểm rồi đó như vậy là thị trường của chúng ta tăng gần được 275 điểm rồi đúng không ạ 265 điểm ở đây trong một cái nhịp sóng vừa qua tức là một cái nhịp tăng cực kỳ tốt rồi và như vậy thì đây không phải là cái thời điểm chúng ta cố đấm ăn xôi và cái thời điểm này không phải là cái thời điểm mà cố để mà kiếm tiền nữa một cái thời điểm này là quản trị rủi ro làm sao gì ạ chúng ta canh các nhịp kéo lên để chúng ta chốt bớt đi và canh các nhịp chỉnh xuống thì chúng ta có thể cân lại 20 30 chúng ta lướt lát đó và nhẹ nhàng như vậy thôi đó, những cái mã cổ phiếu và chúng ta giữ được một cái tỷ lệ uh, tiền mặt trên cổ phiếu nó an toàn và nó hợp lý thì đó sẽ là những cái uh, cái cái điều rất là quan trọng anh chị nhé và bản tin thì có thể là phần sau chúng ta phân tích ít đi nhưng mà đấy là những cái nội dung hết sức quan trọng để chia sẻ đến anh chị em cộng đồng nhà đầu tư ok bây giờ thì chúng ta sẽ lướt nhanh qua các cái nội dung về danh mục ở uh, chúng ta sẽ phân tích ở trong bản tin tuần này MWG ở đây thì chúng ta dự chỉnh ở vùng 45.5 đến vùng 46, mục tiêu ở vùng 49 và trong tuần thì ở hoàn thành lên đến vùng giá mục tiêu 50. Và sau khi chạm 50 thì MWG cũng bắt đầu có một sự chỉnh cung quay trở lại đây, khả năng tuần tới sẽ ở khoảng vùng 47 đến vùng 48 tích lũy chỉnh nền. Tích lũy thành công thì như vậy chúng ta tiếp tục ngắm vùng 50 đến khoảng quanh vùng 51. Mansan ở trong tuần vừa qua hết sức là thành công và đây là một mã cổ phiếu cực kỳ chất lượng mà team của ông Lê cũng đang cầm và chiến đấu và hiện tại rất là ok luôn. Đó thì dự báo những cái điểm chỉnh quanh vùng 70 thì các anh chị để ý là trong phiên giao dịch ngày mùng 4 thì như vậy là cổ phiếu chỉnh khá sát ở vùng 70. Target một vùng 74, sau khi hoàn thành vùng 74 rồi thì như vậy là cổ phiếu này tiếp tục vươn lên đến cái vùng target mục tiêu 80 và trong tuần thì chính thức là đã đạt 80 trên 80 và nó đang có một cái nhịp chỉnh cung ở đây. Ờ, phiên ngày hôm nay thị trường chỉnh khá là sâu nhưng mà về góc độ kỹ thuật thì man than khá là khỏe, nó chỉnh khá là nhẹ nhàng. Mục tiêu tuần tới hạ về vùng 78 điểm sâu hơn sẽ là vùng 76 sáu ờ, hoặc là ở đây này có vùng 75 đến khoảng vùng 76 tức là nếu mà trong trường hợp mà nó test sát thì nó sẽ test về vùng 75 76 thì kỳ vọng test tích lũy thành công ở đây tiếp tục hướng về vùng cả cái thuật 80 và điểm xa hơn sẽ là vùng 84 BVH cũng là một mã cổ phiếu trụ được khuyến nghị đầu tư ở trong nhịp này gom dài đánh dài bởi vì tất cả những cái tín hiệu kỹ thuật về mã cổ phiếu này thì hiện tại cũng cảm giác đang rất là ok vùng dự kiến chỉnh cung ở trong tuần 42.5 và tiếp tục công vùng giá mục tiêu 43.5 sau đó lên vùng 44.5 và hướng về vùng 46 thì hiện tại là cổ phiếu đã lên được vùng 45.5 rồi và trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì uh, tất nhiên là thị trường nó như thế thì nó cũng khó để mà nó chống đỡ và uh, những cái biên giảm, biên chỉnh cung của BVH khá là tuyệt vời. Tuần tới thì dự báo uh, sẽ ở vùng 44 hoặc điểm sâu hơn sẽ là ở khoảng quanh vùng 43.5 kỳ vọng tích lũy thành công ở vùng này. Uh, lực cầu tiếp tục quay trở lại mục tiêu của cá nhân Hùng Lê thì vẫn là 44.5 và hướng về uh, vùng cảng kỹ thuật 46 46.5. Vinamilk cũng là một mã cổ phiếu trụ tích cực và à, bản thân thì cá nhân Hùng Lê cũng khuyến nghị à, trong team ở à, chúng ta chiến đấu ở ở cái nhịp này. Thế thì đối với Vinamilk trong tuần thì có dự kiến chỉnh cung ở quanh vùng 71 71.5 và target mục tiêu ở vùng 73.5 thì các anh chị để ý là trong phiên giao dịch ngày 16 thì cổ phiếu Vinamilk hoàn thành target mục tiêu và nó không thể bứt lên qua vùng 73.5 để đi tiếp về vùng 75 chính vậy nên ở đây nó có một cái lực chỉnh. Và trong phiên ngày hôm nay thì cây nến giờ với cây nến giờ kết thúc phiên như thế này là nó là khá là đuối. Khi mà nó bị mất ở vùng 71 chính là cái vùng mà chúng ta dự kiến chỉnh cung ở trong tuần trước. Ờ khi vào tuần. Thì với đà hiện tại như thế này thì như vậy là Vinamilk dự kiến ở vùng 69 5 điểm sâu hơn sẽ ở vùng 68 5 tuần tới tích lũy thành công. sau khi tích lũy thành công rồi thì như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá cái khả năng phục hồi lại ở khoảng vùng 70.5 đến khoảng vùng 71. Cổ phiếu J cũng là một mã cổ phiếu mà Hùng cũng làm một cái bản tin riêng bản tin riêng để chuyển chuyển đến anh chị em cộng đồng nhà đầu tư rồi với Di thì là một mã cổ phiếu cơ bản tốt và trong tuần vừa qua thì trong tim thì cũng đã có những cái điểm khuyến nghị ở vùng 61.8 đến khoảng vùng 62.5 đây là cái vùng mà các anh chị vào từ từ bởi vì chúng ta không có những cái vị thế thấp nên là chúng ta cứ từ 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 để chúng ta gom dần thôi và à, tuần này ở phía, trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì có thời điểm là cũng đánh khá là tốt này soát lên vùng 65 nhưng mà cuối phiên thì nó lại lùi lại quanh vùng 63 Thế thì tuần tới sẽ là khoảng quanh đây thôi thôi thế thôi, thôi. Vùng 62.5 đến vùng 63 hoặc điểm sâu hơn sẽ là vùng 61.8 quanh vùng 62 thì các anh chị chúng ta thu âm thêm. Cổ phiếu VIX ở trong tuần dự kiến chỉnh cung ở quanh vùng 44.5 và mục tiêu lên vùng quanh vùng 47 nhưng trên thực tế thì nó lên được đâu đó khoảng vùng 46.5 cộng thì nó bắt đầu chỉnh cung và phiên ngày hôm nay phần 8 tháng 3 thì xu hướng của nó tương đối là yếu. Như vậy tuần tới lại vùng 44 đến vùng 41.5, test tích lũy thành công ở vùng này thì chúng ta sẽ tiếp tục dự báo vùng 46.5 đến vùng 47. Cổ phiếu Vinhome, dự kiến chỉnh cung ở vùng 43 đến khoảng quanh vùng 43.5 và target mục tiêu thì đặt lên ở khoảng quanh vùng 45. Trong tuần thì nó lên được đến vùng 44.5 nói chung là lên được đến vùng 44.5 và nó bắt đầu nó có xu hướng quay trở về chỉnh cung với đa hiện tại dự báo tuần tới sẽ ở khoảng quanh vùng 42.4 điểm sâu hơn sẽ có thể lùi lại ở vùng 41.8 đến khoảng quanh vùng 42 nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp thì đối với sóng ngành này bản thân cá nhân đùng lê tiếp tục định hướng cho năm 2024 đây là một sóng ngành chủ lực thì chúng ta sẽ lần lượt phân tích các mã cổ phiếu ITA nhưng đã có phân tích ở đây Sau một cái lực dự kéo dự kiến thì nó sẽ kéo về quanh vùng 6.3 Và trong tuần thì ITA cũng đã chính thức là quay trở lại một cái điểm lốc cáp Để xác nhận một cái kênh xu hướng ở đây Tuần tới khả năng ở vùng 6.1 đến khoảng vùng 6.2 tiếp tục tích lý Mục tiêu sẽ công lại ở vùng 6.3 KBC cũng trong tuần vừa qua cũng có những cái điểm kéo tích cực Và hoàn thành được những cái target mục tiêu ngoài dự kiến Uh, thứ nhất là đối với uh, vùng hỗ trợ kỹ thuật thì trong tuần video số uh, từ tuần từ ngày 26 đến ngày 1 tháng 3 thì cũng đã có phân tích cái vùng chỉnh cung cực kỳ là sắc nét của cổ phiếu KBC ở vùng 30.8 đến khoảng vùng 31. Các anh chị cứ xem lại những bản tin tuần cũ đi nó còn hết ở trên uh, trên, trên 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 kênh. Và sau đó thì KBC ở tuần này thì như ông đã có phân tích ở đây với động thái tích lũy như này thì KBC sẽ hướng về vùng cản kỹ thuật 32 sau đó thì lần lượt nó cân vùng 32.5 và maximum ở trong tuần này thì như vậy là KBC cũng đã tiến lên được cái target cực cao ở quanh vùng 34. Sau khi chạm cản 34 thì nó tiếp tục quay trở lại điểm test kỹ thuật ở vùng 32.5, 32 cực đẹp luôn và phiên ngày hôm nay tiếp tục công vùng 34 và tiếp tục lùi lại với cái điểm lùi như vậy thì tuần tới chúng ta sẽ tính toán ở vùng 32.5, 32.7 đến khoảng quanh vùng 33. KBC tích lũy thành công tiếp tục ngắm vùng cản kỹ thuật 34 và xa hơn sẽ là vùng 35. SSC là một mã cổ phiếu cơ bản tốt, khuyến nghị cầm dài đánh sai và đến thời điểm hiện tại thì như vậy là chúng ta cũng không biết là chúng ta đã phân tích đến cái mã cổ phiếu SSC này đến bao nhiêu lâu rồi, đúng không ạ? Và trong tuần thì chúng ta cũng có được những cái tín hiệu khá là tích cực dự kiến thì SSC sẽ công về vùng cảnh kỹ thuật 45 đồng thời hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 42.5. Thì các anh chị để ý là ngay từ đầu tuần thì nó lừng khừng thôi và đến tận phiên ngày 7 thì như vậy nó mới bắt đầu nó mới test về cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 42.5. Sau đó nó tiếp tục công lên suy soát tí nữa thì thì thì, thì đạt luôn đúng không ạ? Được lên được 44.5, 44.6 rồi. Suy soát nữa thì đạt vùng 45 trên 45 và ở đây thì đang có hai cây nến suy yếu phục ở uh, suy yếu chung với cả thị trường. Như vậy tuần tới tích cực thì nó sẽ chỉnh về khoảng quanh vùng 42.7 à, 42 42.7, 42.5 Còn niềm sâu hơn sẽ là vùng 42 tích lũy thành công Mục tiêu vẫn là vùng 45 Và xa hơn khi SSC vượt thoát vùng 45 Thì chúng ta có thể hướng tới vùng 47 IDC cũng là một mã cổ phiếu đi chậm, đi chắc, đi bền và Với quan điểm như vậy Và trong tuần, như ông gọi là phân tích ở đây Cả kỹ thuật dự kiến ở sẽ quanh vùng 60 Và biên hỗ trợ dưới thì nó sẽ ở khoảng vùng 57.5 Đến khoảng quanh vùng 58 Ờ, phiên giao dịch ngày mùng 5 thì cổ phiếu này bị mất cái vùng hỗ trợ và nó phải lùi lại vùng 56.5 đến vùng 57 và bắt đầu có xu hướng phục hồi với xu hướng hiện tại tuần tới khả năng sẽ có những cái điểm chỉnh cung lại ở khoảng quanh vùng 57.3 <laughs> 57.3 đến khoảng vùng 57.5 à, test tích đi thành công ở vùng này như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục hướng về vùng 60 và bứt được cái vùng 60 thì khi đó thì chúng ta sẽ có những cái điểm phân tích cao hơn Bán cổ phiếu VGC, như cũng đã có phân tích định lượng ở đây, dự kiến thì có thể là quay trở về test ở vùng 55 và cản trên sẽ là vùng 57.5 đến vùng 58. Trong tuần thì lên được đến cản dưới, tức là vùng 57.5 và cổ phiếu cũng đã có một cái lực chỉnh cung. Thì về mặt lý thuyết là vùng 57.5 đến vùng 58, đó là vùng cản các anh chị, nên là khi cổ phiếu về vùng đó thì thông thường là cái sự rung lắc nó sẽ diễn ra, nó là cái sự hết sức bình thường. Và sau đó thì đây, các anh chị, đây, hỗ trợ này, các anh chị lại, chúng ta lại, uh, lại có vùng hỗ trợ này, đó, vùng 53.5, 53.5 đến khoảng vùng 53.7, đây các anh chị, đấy, 53.5. Thì về đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật thì chúng ta lại gì, chúng ta lại canh gom các anh chị, đó, cái một cái nguyên lý nó rất là đơn giản như vậy thôi. Và về đến đây thì nó lại tiếp tục có sự phục hồi lên vùng 56, hai cái đến giờ chỉnh cung, như vậy tuần tới, uh, về mặt uh, thiên hướng kỹ thuật, uh, chúng ta dự báo, uh, dự báo thì có thể là nó lại lùi lại đây thôi, 53.5. Đấy. Nó test lại một cái 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 mô hình VW ở vùng 53.5 nữa test tiếp đi thành công thì mục tiêu sẽ là 56, điểm xa hơn sẽ là vùng 57.5 đến vùng 58. Ờ, tạo lập của cổ phiếu tip thì Nhung đã có phân tích rồi, nó rất là hay và em này thì chúng ta cũng có thể ngắm dài đánh dài được khá là hợp lý. Ừ, tuần từ 26 đến 1/3 tháng 3 thì chúng ta có phân tích một cái biên hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 26.5, 26.7 đến vùng 27 khá là ok. Tuần này thì gần như là cổ phiếu tip không quay trở về. Uh, nó đã có một cái điệp, nhịp nhịp uh, tiến về vùng cản mục tiêu tiếp theo ở vùng 29.5 đến vùng 30 sau đó thì nó chỉnh cung và ở đây thì đang có những cái điểm test tích lũy quay trở lại tuần tới ở vùng 27 và điểm sâu hơn vùng 26.5, 26.7 tiếp tục tích lũy tích thành công thì như vậy mục tiêu vẫn là 29.5 đến vùng 30 đây là vùng cản kỹ thuật ngắn hạn của cổ phiếu tip nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành thép thì uh, trong cái thời điểm hiện tại uh, cổ phiếu hòa phát cũng đã có những cái thời điểm mà cổ phiếu này đã bứt khỏi được những cái vùng cảng kỹ thuật trong thời điểm ngắn hạn và tuần này thì về cơ bản là cổ phiếu bắt đầu có sự tích lũy trở lại và các mã cổ phiếu thép thì gần như cơ bản là như vậy HPG ở đây sau khi mà bứt qua vùng cảng kỹ thuật 31 đúng không ạ thì ông đó có dự báo là gì tuần này nó sẽ quay trở về vùng 30-30.5 thì trên thực tế là cả tuần thì nó lừng khừng ở trên vùng 30.5 và đến phiên giao dịch kết tuần thì bắt đầu nó mới về vùng 30.3 với là kỹ thuật hiện tại dự kiến ở vùng 30 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 29.5 tích lũy thành công ở vùng này thì mục tiêu không có gì thay đổi cả ở vùng cản kỹ thuật ở đây ở chúng ta sẽ tiếp tục ngắm về vùng 31.5 đến khoảng quanh vùng 32 năm kim ở trong tuần đấy dự kiến chỉnh ở quanh vùng 24 ta ghét mục tiêu vùng 24.6 và đỉnh cao nữa là vùng 25 và trong tuần thì cũng suy soát lên được đến vùng 24.9 rồi các anh chị nhé và kể từ đây thì cổ phiếu nó bắt đầu có một cái lực chỉnh, một cái lực chỉnh từ vùng 249, chúng ta có lấy từ vùng 25 đi, nó chỉnh cung. Thì quá trình chỉnh cung thì trong tuần nó có một cái điểm khá tích cực ở đây là vùng 24.2, tuy nhiên phiên giao dịch kết tuần thì nó bị mất vùng 24.2. Thế nên là tuần tới thì vùng 238 đến vùng 239 là chắc chắn rồi. Trong trường hợp thủng vùng 238, vùng chín thì chúng ta sẽ tiếp tục dự báo cổ phiếu Nam Kim sẽ quay trở về test tích lũy ở vùng 23.3 đến vùng 23.5, tích thành công thì đánh giá xu hướng phục hồi. Hoa sen ở trong tuần cũng đầu tuần khá là tích cực, gáp tăng luôn đầu tuần và hoa sen hoàn thành người ta cái mục tiêu 23.5 trên đường hướng về vùng cản kỹ thuật 24 thì nó đang bị thất bại và nó lên được đến vùng 23.8 thôi. Và kể từ vùng 23.8 thì hoa sen cũng đang có một lực sọ khá là mạnh. Thì quá trình sọ đó thì đầu tiên nó sẽ về vùng hỗ trợ kỹ thuật vùng 22.6. Nhưng ở đây là chúng ta nhìn thấy là mấy cây đến giờ này thì vùng 2.6 nó bị thất bại. Tất nhiên là cái sự thất bại này thì nó lại đang đọng lại vùng 2.4 khá là đẹp bởi vì cứ chạm về vùng 2.4 thì nó lại diện nó có cái sự bật lên ở đây cho nên là tuần tới thì khả năng là trong một cái một một, một, một cái cái sự chỉnh nào đó thì chúng ta sẽ tiếp tục dự báo đâu đó khoảng quanh vùng 22.1 đến khoảng vùng 22.2 kỳ vọng test tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy là gì vùng giá mục tiêu thì chúng ta lại quay trở lại vùng 23 VGS là một mã cổ phiếu rất là hay nó đánh T0 T1 cực kỳ là sắc nét luôn thì như cũng đã có phân tích ở đây, với cái đà tiến công hiện tại của tuần giao dịch cũ thì như vậy tuần này thì chúng ta sẽ hướng về vùng cản kỹ thuật 26. Điểm một siết uh, soát lên vùng 26 này xong nó chỉnh cung. Đó và nó chỉnh cũng rất là đẹp luôn. Nó về khoảng quanh vùng 24.5 rồi lại tiếp tục điểm này là chính thức hoàn thành target mục tiêu 26 trên 26 trong phiên giao dịch ngày 8 và hiện tại thì bây giờ nó cũng đang có một cái lực chỉnh cung. Vậy thì điểm chỉnh cung cũng ta kỳ vọng thôi, 24.5 đến khoảng vùng 24.7 đây này. Uh, sơ sơ thì nó sẽ gì nó quay về đây, uh, test tích lũy thành công ở vùng này. Mục tiêu sẽ là vùng 26 đến khoảng vùng 26.5 và BGS thì hiện tại uh, vẫn uh, đang ở kênh xu hướng uh, tăng trung hạn tích cực. <laughs> Cổ phiếu TLH là một mã pen của nhóm ngành thép và ở đây chúng ta có uh, như vùng đã có phân tích này, ở uh, các cái tuần trước chúng ta có phân tích cái vùng uh, 8.05 đến vùng uh, vùng uh, vùng 7 95 đến vùng 8 đúng không ạ? Sau đó vùng 8.05 này và chúng ta mục tiêu hướng về vùng 8.35 khỏe hơn thì vùng 8.5 và trong tuần vừa qua thì TLH khá là khỏe. Đánh lên được ở vùng 8.5 đến vùng 8.6 và lên đến đây thì nó cũng chỉ chung với cả thị trường, hiện tại cả thị trường chỉnh mà thì quá trình chỉnh thì nó như vậy thôi, nó lùi về vùng 8.35 và thủng 8.35 thì như vậy là chúng ta sẽ phải hướng đến 8.15. Và tuần tới thì khả năng xác suất cao là cổ phiếu này sẽ quay trở về khoảng quanh vùng 8.15 đến 8.2 để tích lũy. Và tích lũy thành công thì chúng ta lại tiếp tục 8.35 và uh, vùng 8.5, 8.6. Và khi nào mà bứt được qua vùng cản 8.6 với lực đánh ổn định thì chúng ta lúc đó chúng ta sẽ xây dựng lên uh, cái target của cổ phiếu này về khoảng quanh vùng 10. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành đầu tư công. Thì đối với nhóm ngành này, đối với nhóm ngành này này thì về quan điểm kỹ thuật của cá nhân Hùng Lê thì cũng có định hướng cho năm 2024 sẽ là một trong những cái năm mà chính phủ chúng ta sẽ cũng sẽ có những cái quyết sách về diện về đầu tư công thì đối với KSB trong tuần thì đây các anh chị chúng ta có vùng cả kỹ thuật ở 27 đây và hiện tại thì KSB chạm đến vùng 27 và nó không thể vượt thoát qua được cái vùng 27 đây cho nên là gì đây là vùng cản mà đấy các anh chị vẽ vùng cản này tức là trong cái target mục tiêu là gì chúng ta vượt vùng cản để đi về cái vùng 28 và nó không vượt được nó quay đầu nó chỉnh cung thì đối với KSB là vừa thực hiện cái quyền chia xong anh chị nhé quyền chia khá là tích cực <laughs> và với góc độ kỹ thuật hiện tại như thế này thì chúng ta tuần tới chúng ta sẽ có hai vùng chỉnh mục tiêu một là vùng 25.4 và điểm 2 đó, điểm 2 trong trường hợp nếu như thùng vùng 25.4 thì chúng ta phải tính toán là quanh vùng 25 và tại đây thì chúng ta sẽ đánh giá khả năng phục hồi của cổ phiếu KSB cổ phiếu PLC cũng là một mã cổ phiếu khá là đặc thù của nhóm ngành đầu tư công đây thì như các anh chị biết rồi đấy rất là ấy thôi tức là Hùng đã có phân tích những cái vùng cảng kỹ thuật là gần như cổ phiếu à, cổ phiếu gần như đạt được các anh chị đó. Thì đối với đối với mã cổ phiếu này, PLC thì Nhung đã có phân tích đây đúng không ạ? Với đài hiện tại thì cổ phiếu PLC sẽ tiếp tục nhoi lên ở vùng 33.5 đến vùng 34 và trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì nó lên được vùng 33.8. Và đây là vùng cản rồi thì các anh chị đừng có đua nữa, đúng không ạ? Chúng ta sẽ, uh, sẽ sẽ có một cái nguyên lý rất là hay mà tại sao mọi người vẫn cứ bị uh, đó thì trong cái quá trình vẫn bị dính nó trong quá trình nó chỉnh cung thì nó lại về lại vùng 31.8 và trong phiên ngày hôm nay thì ở đây chúng ta thấy rằng là vùng 31.8 của nó đang bị dơ lắc nó đang bị chỉnh à, thế thì cái câu chuyện là chúng ta sẽ cần thêm cái cây nến của phiên giao dịch của ngày thứ hai tuần tới đây nó cũng giống như cái trận đánh ở bên này đấy các chị này đó thì uh, nó nếu trong trong trường hợp nó tích lũy uh, thêm một hai cây nến và như vậy là uh, nó có cái sự phục hồi À, nó có sự phục hồi ở đây và nó bứt lại được ở trên vùng 32 cộng thì như vậy là gì xu hướng tiếp theo của cổ phiếu PLC sẽ tiếp tục phục hồi và vô hình dung là các anh chị rất nhiều những anh chị mua ở trên vùng này thì đến đây họ sẽ bán và bán xong thì như vậy cổ phiếu phục hồi thì như vậy là chúng ta lại bị thất bại và vì sao chúng ta thất bại bởi vì chúng ta thì chúng ta không nắm được cái cái, cái sự vận hành của thị trường và của cổ phiếu Cổ phiếu VCG thì uh, như vậy thôi trong tuần thì cũng đã có phân tích dự báo về cái khả năng là cổ phiếu sẽ tiếp tục uh, tiến về vùng cảng kỹ thuật ở đây đó là vùng 20 <laughs> ở đây các anh chị, ở đây là vùng 20 uh, 20 25.5 sẽ tiến về vùng cảng kỹ thuật ở đây đó là vùng 25.5 đến khoảng quanh vùng 26 và các anh chị để ý đấy là những cây nến giờ thì như vậy là gì? VCG đã uh, tiến đánh khá sát đến vùng 25.5 và hiện tại thì nó không thể vượt thoát qua được cái vùng cảng kỹ thuật này nên nó sẽ quay trở về nó lùi Lùi thì đây có một điểm lùi rất là dễ biết thôi Tức là tuần tới thì khả năng đây là cái điểm này thì là chắc chắn rồi vùng 24.3 Đấy nó sẽ lùi về quanh vùng 24.3 ở à, Trong trường hợp test thành công ở vùng đó thì như vậy là VCG nó sẽ sẽ phục hồi Còn khả năng thì với cái tinh thần ở thời điểm hiện tại của thị trường thì như vậy nó có thể lùi về vùng 21.9 đến vùng 24 À rồi, à, 23.23.8 đến khoảng quanh vùng 24, Tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy là chúng ta tiếp tục ngắm lại vùng cảo thuật ở vùng 24.8. FCN là một mã cổ phiếu rất là hay và ông cũng đã chuyển tải cái 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 thông điệp đối với mã cổ phiếu FCN thành một bản tin riêng, các anh chị thành một bản tin riêng. Và trong tuần đấy thì như cũng đã có phân tích ở đây các anh chị cũng nắm được sơ sơ bộ rồi, xem thì nắm được rồi, vùng hỗ trợ cái thuật tuần đúng không ạ? Là vùng 14.35. Và trong tuần trước thì cũng đã nhấn rất kỹ cái mã cổ phiếu Fcn Về cái cách mà nó kéo lên này xong rồi nó test lại rồi nó kéo lên đặc biệt là cái điểm test lại ở Cây nến giờ đặc biệt cái điểm Cái điểm test lại cây nến giờ ở vùng 14.35 ở đây Thì đó là một trong những yếu tố kỹ thuật rất là quan trọng để chúng ta định lượng tiếp Fcn sẽ đánh về vùng 15 và trong tuần này thì Nó cũng đang vượt thoát lên được ở, ở Hướng đến cái vùng cản kỹ thuật 15.5 Hai lần công vùng 15.5 rồi và nó lại tiếp tục đấy Fcn nó đánh rất hay vượt qua vùng 14.8 và nó có một cái điểm test quay lại vùng 14.8 ở đây các anh chị này. Đó, vậy thì cái xu hướng tiếp theo của thị trường à, của cổ phiếu này thì sau khi mà nó công về vùng vùng này ấy, thì có thể tuần tới vì thị trường xấu hoặc có thể index chỉnh cung thì nó sẽ lùi lại một tí đẹp ở đây nữa thôi, quanh vùng 15 15.2. À, test tích lũy thành công và bứt thoát được khi mà FCN vượt thoát được qua cái vùng 16 15.5 ở đây thì đó cũng sẽ là một trong những cái nhân tố rất là tuyệt vời để tiếp tục định hướng các cái target kỹ thuật của cổ phiếu FCN trong những cái thời gian tiếp theo. À, đối với mã cổ phiếu LCG à, thì hùng cũng đã có cái sự phân tích à, nhận định cái thứ nhất là về mặt điểm test cung kỹ thuật thì chúng ta có dự báo là nó sẽ test về diện ạ? 1/2 cái thân nến à, nó trước đó tức là khoảng quanh vùng 3.5. Và cái vùng target mục tiêu thì chúng ta sẽ tiếp tục hướng về vùng 14, 14.5. Và trên thực tế thì như vậy là à, trong tuần này thì như vậy là nó lên được đến vùng 14 thôi và hiện tại đây cũng đang là à, những cái cây nến giờ chỉnh cung suy yếu từ vùng 14. Thế các anh chị để ý này, bắt đầu khoảng từ đây đúng không ạ? Thì chúng ta nhìn thấy là tín hiệu đường MACD, CD. Tín hiệu đường MACD CD bắt đầu xanh thì chuyển sang đỏ và khi mà tín hiệu đường mã mà chuyển sang đỏ thì cái cổ phiếu nó khó để mà nó bật tăng tiếp đúng các anh chị. Và với góc chỉnh cung hiện tại, như vậy tuần tới thì LCG dự báo LCG dự báo sẽ uh, quay trở về chỉnh cung. Đây này các anh chị này, đấy ta lại kéo cái vùng hỗ trợ này sang. Đó và chúng ta lại tiếp tục có một vùng hỗ trợ ở đây là khoảng quanh vùng 12.7, 12.8. 12.7 đến vùng 12.9 đây sẽ là cái biên hỗ trợ kỹ thuật mà có khả năng đó, có khả năng tuần tới cổ phiếu sẽ uh, lùi về đây đó và về đây lại là mới phần mới mới là điểm mua các anh chị nha đó 12.8 là điểm mua và điểm mua đây thì chúng ta lại tiếp tục gì với một mục tiêu đó là gì chúng ta lại hướng lại vùng 14 14.5 cách thức của cổ phiếu như vậy chứng khoán nó không dễ lắm các chị các chị nhìn ở đây này đây là vùng cản này thì nó sọt lại ở vùng 12 7 12 8 mà chúng ta cân này rồi lại đây vùng 12 7 12 8 lại cân này rồi là đây là nó cản nó lại sọt lại này rồi đây lại hỗ trợ lại cân này nó cứ lặp đi lặp lại thế thôi các anh chị có gì đâu nhỉ mọi người cứ làm uh, làm thế nào mà mọi người toàn bị chéo nhịp thôi các bạn, không hiểu được hơi khó hiểu mã cổ phiếu HHV thì như vậy là trong tuần nhiều như có phân tích đây ở đây chúng ta có thì có một cái vùng cản này và HHV trong tuần khá tích cực đấy có những cái thời điểm nó đẩy đến sát vùng 16 16 1 rồi và nó không thể vượt thoát qua được cái vùng 16 1 nói chung là lên được đến vùng 16 đúng không ạ Thế tại vùng 16 này thì nó lại bắt đầu có một cái nhịp à, uh, sọc lại vậy thì cái nhịp sọc này uh, phiên ngày hôm nay nó bị mất vùng 15.3 mất vùng 15.3 đây thì uh, tuần tới với các góc, góc độ như này thì tuần tới thì ở đây rồi vùng 15 15 1 uh, kỳ vọng khi mà cổ phiếu set up về đến đây thì chúng ta lại bắt đầu có những cây nến giờ mấp mô đi lên và những cây nến giờ mấp mô đi lên đó uh, sẽ giúp cho chúng ta đánh giá xem cái khả năng tích lũy có thành công hay không tích lũy thành công thì chúng ta có vùng 15 6 15 7 tiếp tục uh, phân tích đánh giá nhóm ngành mà nay sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản dân cư thì có một cái lý do vì sao mà trong thời điểm hiện tại bất động sản dân cư chưa tăng được các anh chị biết rồi đấy là nhóm chứng khoán và nhóm banh nó chưa phân phối và đặc biệt là nhóm banh à, thị trường tiền đang ở nhóm banh như vậy thì nhóm ngành bất động sản sẽ rất khó và đối với sóng bất động sản nó sẽ có những cái sóng lăn tăn thôi chứ còn để mà sóng sóng gọi là sóng trụ lực ở trong thời điểm hiện tại chưa có và trong phiên giao dịch ngày hôm nay banh chứng chức phân phối hay chưa thì cũng sẽ làm riêng một cái bản tin liên quan đến các mã cổ phiếu nhóm banh và trong phiên ngày hôm nay thì banh đã chỉnh tương đối là rát. đấy anh chị khi mà banh đã gần như banh đã hoàn thành tất cả những cái target mục tiêu là cá nhân hùng Lê đặt ra và những cái target mục tiêu đó thì không được truyền tải thành các cái bản tin và hùng chỉ phân tích ở trên room thôi và um, hùng sẽ view cho các anh chị để chúng ta sẽ có một cái video có một cái chuyên đề riêng để chúng ta nói đến nhóm banh xem thử là cái uh, thiên hướng kỹ thuật của nó trong thời điểm hiện tại như thế nào ok <laughs> theo ở trong tuần thì chúng ta thấy rằng là hùng lưu ý tiếp này một kỳ nữa này đối với nhóm ngành bất sản trong tuần vừa qua đó là phiên giao dịch ngày thứ hai tất cả các mã cổ phiếu bất động sản dân cư đều có gáp tăng ở ngay đầu phiên và sau đó thì cả tuần liền sau đó thì tất cả các mã cổ phiếu đồng loạt gần như là đồng loạt quay trở về chỉnh cung lớp gáp đó là cái mô típ chung và khi chúng ta nắm được cái mô típ chung như vậy rồi thì chúng ta nói cho nó dễ các anh chị nhé Đối với mã cổ phiếu sao dự kiến ở vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 22.2 đến khoảng vùng 22.4 đúng không ạ? Đây. Và target uh, cản mục tiêu đây CA đây vùng 23.3 đến vùng 23.5. Đúng chạm đúng cái cổng trời vùng 23.3 là bắt đầu sọc luôn và đến thời điểm hiện tại là 21.7. Các anh chị, đó thì vùng cản rồi thì đừng có mua nữa. Theo quan điểm của Hùng như vậy và chúng ta chờ những vùng hỗ trợ kỹ thuật. Thì ở đây ở vùng 21.7 rồi thì như vậy tuần tới chắc chắn sẽ là vùng 21.7. Có thể sẽ lùi về vùng 21.3 và điểm sâu hơn Điểm sâu hơn trong nhịp chỉnh cung này thì có thể là quanh vùng 21 các anh chị Về đây rồi mới tích lũy tạo nền chỉnh cung, uh, tích lũy thành công Và khi tích lũy thành công rồi thì cái đó chúng ta lại tiếp tục ngắm về quanh vùng 23 HDG trong tuần vừa qua xu hướng khá là tích cực Ở Các cái vùng uh, đây các anh chị uh, tuần trước thì cũng đã có nói đến cái cây nến giờ kết thúc phiên là cây nến giờ tăng kịch trần Nên là chúng ta dự báo là gì nó chỉnh cung uh, Ít nhất là phải lấp lại khoảng quanh vùng 27.8 đến vùng 28 Và trong tuần thì chỉ có những cái điểm lấp lại vùng 28 này đấy nó chỉ có những cái điểm lấp sát vùng 28 thôi và uh, target mục tiêu thì vùng 29.3 29.5 thì về cơ bản tuần này phiên giao dịch của ngày mùng 8 tháng 3 cổ phiếu này đạt được đây một cái nến kéo khá là mạnh và như vậy tuần tới um, kỳ vọng thì nó sẽ test cung uh, kỹ thuật lại ở khoảng vùng 28.7 28.7 28.8 tích lũy thành công ở vùng này mục tiêu trong nhịp này thì như vậy là Hà Đô sẽ hướng về hướng về vùng 30 các anh chị 30 bớt được vùng 30 thì khi đó ông sẽ tiếp tục phân tích xu hướng tiếp theo của cổ phiếu. Đối với HDC, phiên giao dịch ngày thứ hai có gáp tăng luôn và gáp tăng đó thì nó cũng giúp cho cổ phiếu này hoàn thành ta target mục tiêu ở vùng 31 31.9 đến vùng 32. Và vẫn một cái mô típ mà ngày xưa ông có phân tích cho các anh chị đúng không ạ? Và chắc chắn rằng là tất cả những anh chị em nhà đầu tư mà xem những cái video phân tích của cá nhân đồng lê ấy, thì các anh chị sẽ nắm được à, nắm được đúng không ạ? Cái mô típ của con này là kéo piu phát và sau đó nó rũ này, rũ sát váng luôn. Và đây nó kéo piêu phát vào đây các anh chị nhìn thấy rũ sát ván đi ạ. Hôm nay là coi như là hôm nay thậm chí là hôm nay là đóng ở vùng 30.6 tức là nó mất luôn cả cái hỗ trợ ở vùng 30.7 đây này. Như vậy thì tuần tới về cách thức vận hành như vậy á, thì có thể là nó sẽ lùi lại tiếp ở vùng 30.2 30.2 hoặc là vùng 30 đây này Nói chung là đây ở tuần cũ phiên giao dịch ngày 26 thì chúng ta có dự báo ở vùng này tức là uh, chúng ta lại đưa sang bên này, như vậy là có thể là vùng 30.2 hoặc là vùng 29.5 đến khoảng quanh vùng 30. Nôm na là gì cổ phiếu nó sẽ có xu hướng à, quay trở về chỉnh cung à, chỉnh cung chỉnh nền test tích lũy ở đây và test thành công thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục gì? À, hướng lại vùng cản kỹ thuật 31 cộng. Rồi. Nam Long tích cực các anh chị, Nam Long dòng tiền tốt và hiện tại thì Hiện tại thì xu hướng của Nam Long vẫn hết sức là tích cực đó. hết sức tích cực trong tuần vừa qua chúng ta dự kiến ở biên 39.5 cộng trừ 0.3 nhưng trên thực tế là thứ hai tạo gáp luôn và Nam Long thì cũng hoàn thành người ta ghét mục tiêu 41 sau đó thì hướng về vùng 44 và ở trong tuần vừa qua thì nó dập dình nó sideways thôi sideways ở sau cái điểm phiên ngày thứ hai thì tất cả những cái phiên sau đó thì gần như nó sideway uh, sideways ở trong biên hẹp Uh, dự báo tuần tới uh, tích cực thì nó test về vùng 4.5 mà tiêu cực hơn thì ở vùng 40 8 đến vùng 41 test thành công mục tiêu sẽ công vùng 44 và break cản 44 thì khi đồng sẽ phân tích tiếp KDH cũng tích cực ở trong uh, nhóm ngành bất động sản dân cư ở trong tuần chúng ta có dự kiến là KDH sẽ quay trở về vùng 3.5 đến vùng 34 nhưng thực tế là phiên giao dịch ngày thứ hai thì nó tạo gáp luôn và nó hoàn thành cái target mục tiêu 36.5 sau khi đạt 36.5 rồi thì nó đã có hai vòng quay xe điểm quay thứ nhất là vùng 35 và điểm quay thứ hai là vùng 35.5 khá là đẹp và tuần kết thúc tuần thì nó lại mút mát lại vùng 36.5 với xu hướng hiện tại như thế này chúng ta kỳ vọng năm KDH sẽ hướng về ở vùng cả kế tuần tiếp theo ở canh vùng 38. Đạt Phương ở trong tuần hoàn thành target và chỉnh cung cũng rực rỡ thì đối với Đạt Phương như cũng có phân tích ở đây vùng 40.8 40.5 đến 10.8 40 là hỗ trợ các anh chị nhé. Đó. Thì chúng ta kỳ vọng là tích vùng hỗ trợ này và đã, thì sẽ hướng vùng cản 42 và 43 thì trong tuần lên được 42.5 và từ 442.5 thì nó cũng đã có một lực xò khá là mạnh. À, bị mất vùng 40.5 nên à, tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục lấy ở biên 39.5 cộng trừ cộng trừ 0.3. Đó, biên 39.5 cộng trừ 0.3 Còn cá biệt trong trường hợp nếu như cái biên đó mà chúng ta không tích lũy thành công được Thì như vậy là chúng ta phải dự phòng thêm một cái biên nữa Ở vùng 38.5 đến vùng 38.7 Chính là kịch bản mà chúng ta đã phân tích ở trong tuần trước DG trong tuần cũng hoàn thành đã ghép mục tiêu Đồng thời thì nó cũng rũ khá là rát anh chị Khá là rát đó thì DG như vậy thôi Mục tiêu là vùng 28 Sau đó sẽ hướng tới vùng 28.5 Và trong tuần thì lên được vùng 28.8 Và từ vùng 28.8 này thì nó sọc cho một phát về đến đây Là lại về vùng 26.8 đến vùng 27 Và cây nến Đây là hai cây nến giờ Cho thấy cái mức độ thất bại của cổ phiếu này ở Vùng 26.8 Do đó tuần tới thì chúng ta sẽ dự báo tiếp Đó dự báo tiếp ở vùng 26 26.2 Nói chung là đây nó lại quay lại cái mô típ Của cái tuần giao dịch của phiên ngày 26 Đó thì chúng ta sẽ uh, quan sát thêm uh, những cái động thái của cổ phiếu này ở khoảng quanh vùng 261, 262, quanh vùng 26 test tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục gì? Nâng lên vùng 27.5 đến khoảng quanh vùng 28. Nó cứ lặp đi lặp lại thế thôi các anh chị ạ. Nó chả có gì mới cả, trên thị trường chứng khoán nó không có cái gì mới luôn. Nó hơi nhàm đúng không ạ? Nhưng nói thế thôi thích phết đấy. Uh, những ngày mà không có nháy nháy xanh xanh đỏ đỏ buồn lắm. Anh <laughs> Đất xanh đây, lời nguyền ở vùng 18.8 đến vùng 19 đúng không ạ? tuần trước ông có nói đến rồi đấy nói chung là cái thằng này nó, nó nó, cái, cái chỗ này sao mà nó khó thế không biết cứ lên đến đây là ông trầy chân ông trượt à, rồi tuần này lại vùng 18 18.2 khả năng thì tuần tới sẽ tiếp tục test 18 sâu hơn thì vùng 17.7 đến vùng 18 kỳ vọng ở đây thành công thì như vậy là lại có một nhịp long nho nhỏ về đây về vùng 18.5 Novaland hình như cũng thế Novaland tuần qua hơi chảy chật lên được đến vùng 7.5 17.7 à và đối với Novaland thì đâu đó là lời nguyền ở vùng 17.8 đến vùng 18. Đó và lên được đến vùng 7.7 thôi thì như vậy là nó sọc về đây lại về lại vùng hỗ trợ 17 mất vùng 7 rồi. Tuần này lại quay trở về vùng hỗ trợ 16.75 và như vậy ờ ừ, lại đóng đúng vùng 16.5 hơi khoai đấy các anh chị. Đó, tuần này là hơi khoai rồi. Thế thì ở vùng 16.5 này sẽ là một cây nến phân tranh, các anh chị trong trường hợp mà nó bật lên được luôn thì đó là một cái góc độ tích cực của mã cổ phiếu này. Còn trong trường hợp mà nó bị mất ở vùng 16.5 thì như vậy là có thể sẽ phải lùi về ở khoảng quanh vùng 16 đến khoảng vùng 16.2 PDR đi đâu mà vội mà vàng mà gấp phải đá mà quàng phải dây hả em đúng không ạ Đấy rất đơn giản à, Hùng có phân tích đây hùng view lại cho các anh chị này Chúng ta vẫn đấy cái vùng này Vùng này vẫn cứ đâm đầu vào mua cái cản của nó ở đây vùng 30-30.2 đúng không ạ Rồi vùng này chốt đi cho bớt đi và đến cái vùng hỗ trợ ấy nè đó tuần qua khi nó chỉnh thì quan sát cái hỗ trợ này này 28.6 này này xem mà tích có thành công không nó thủng vùng 28.6 thì đây này khả năng tuần tới này điểm này này điểm này này và vô hình dung là đua ở vùng 30 và sẽ bán ở vùng 27.5 27.6 gì ở đây này đó, bán xong thì cổ phiếu nó lại tiêu nó lại kéo vùng 29 Vùng 29 nó đẹp trời một tí Nó chỉnh cung một tí tẹo ở đây Xong rồi nó nhún phát nữa Nó lại kéo lên vùng 30, 30.5 Rồi bảo ôi trời ơi Lại bán đúng đáy rồi Và và cái vòng vòng tua đấy là là nó cứ lặp đi lặp lại đấy các anh chị nó lặp đi lặp lại chắc chắn luôn 100% đối với đối với rất nhiều nhà đầu tư nó và bản thân cá nhân Hùng lê trải qua rồi nên là giờ nắm rõ lắm rồi và nhóm ngành cuối cùng thì Hùng sẽ đi phân tích đó là nhóm ngành chứng khoán Và trong thời gian vừa qua cái sự đi lên của thị trường nhờ công rất lớn của nhóm ngành chứng khoán và bản thân Chỉ số VN Index của chúng ta tiệm cận lên được đến cái vùng 1.270 điểm 1 265 1 và trong tuần vừa qua thì maximum là lên được đến vùng 1.278 điểm Là nhờ công rất lớn của nhóm ngành chứng khoán và nhóm ngành banh và chỉ cần hai cái thằng này nó 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 phân phối thôi là coi như cả thị trường phân phối thế mà, là đứt thế mà. Đó. <laughs> Nên là các anh chị lưu ý một tí và uh, như Hùng nó có chia sẻ rồi, ở giai đoạn hiện tại là bản thân cá nhân Hùng Lê là đi nhẹ nói khẽ cười duyên, không có nói to. Và uh, cổ phiếu nào mà ngon lành, có target thôi, chốt lại đi. chốt lại dần đi và ở những cái cổ phiếu nào mà đang còn target hoặc là định hướng uh, cầm dài cho năm 2024 thì chúng ta chúng ta gom. Và quan điểm lúc này ưu tiên số 1, đấy là quản trị rủi ro đấy rất rõ ràng về mặt định lượng như vậy và các anh chị thấy là đoạn này coi như hùng chỉ đánh có mấy cái mã cổ phiếu trụ nữa thôi còn lại cơ bản là cũng xong xong rồi đấy. để mình 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 ứng phó thì các anh chị làm sao khi mà thị trường nó nó sọt ở mầm như thế làm sao mình phản ứng kịp mình phải bán cái lúc hưng phấn cái lúc kéo xanh thì bán thì lúc đỏ thì có tiền thì canh nhặt nhạt thêm một tí đấy là cái cách thức và đặc biệt là khi index đã tiệm cận lên đến cái vùng 1270 điểm đến vùng 1300 điểm tức là nó cố cố loanh quanh ở trong biên 30 điểm đấy nữa thì nó sóc đi sóc lại thôi đó ở mã cổ phiếu VCI trong tuần chúng ta dự báo vùng chỉnh công kỹ thuật ở quanh vùng 46 mục tiêu thì hướng về vùng 48 và 48 bứt được qua VCI bứt được 48 thì sẽ có một cái vùng cải thuật tiếp theo sẽ là vùng 50 trong tuần thì vượt qua được vùng 50 cộng ở đây đang là những cây nến chỉnh cung và tín hiệu đường mát này nó bắt đầu có sự suy yếu thì tuần tới thôi à, đẹp thì nó chỉnh về vùng 47 và 66 hơn thì ở khoảng vùng 46 và 6.3 tiếp tục đánh giá sự phục hồi tại đây SSI uh, trong tuần đây dự <laughs> kiến chỉnh cung ở vùng 36.5 đến khoảng vùng 36 thì uh, đầu tuần chúng ta cũng có những cái điểm test khá sát về vùng 36.5 mục tiêu sẽ công về cản 38.5 và trên thực tế trong tuần thì nó đi được khoảng về vùng 38.1 và hiện tại thì nó đang có một cái lực chỉnh cung ở đây, như vậy tuần tới sẽ tiếp tục đánh giá ở vùng 36 36.5. Tích lũy thành công thì mục tiêu vẫn là vùng 38 38.5. Cổ phiếu HCM, <laughs> HCM sao chia không khá là tích cực. Đó, à, vùng 29 là vùng cản kỹ thuật các anh chị nhá. Và đồng thời thì trong tuần cũng có dự báo ở vùng 28 điểm sau hơn sẽ là vùng 27.5. Chúng ta có dự kiến hai vùng chỉnh cung kỹ thuật của cổ phiếu này. Trên thực tế thì nó chỉnh ở khoảng quanh vùng 28.3 và nó tiếp tục 1 2 3 4 5 lần 6 lần ở đây này, nó công về vùng 29 29.5. Hiện tại thì nó đang bị suy yếu chung với cả thị trường nên tuần tới sẽ là vùng 28 điểm sau hơn sẽ là vùng 27.5. Tích lũy thành công ở vùng này thì mục tiêu chúng ta vẫn là vùng 29 29.5 và vùng 30. VND thì tuần này mới bắt đầu chạy, tuy nhiên là đến phiên ngày hôm nay thì cái áp lực dồn lên thị trường cũng khá là lớn. Nhưng đã có phân tích chỉnh cung ở đây thì cổ phiếu VND sẽ có vùng chỉnh cung kỹ thuật ở vùng 2.8 đến khoảng vùng 23 và trong phiên ngày 6 và ngày 7 thì uh, cổ phiếu VND chỉnh cung và target mục tiêu sẽ ở vùng 24. Uh, phiên ngày hôm nay thì đánh lên được khoảng vòng vùng 24.3 và nó cũng không trụ được áp lực chung, chính vậy nên là cổ phiếu nó sẽ bắt đầu nó có những cái xu hướng chỉnh cung. Uh, tuần tới nếu đẹp thì nó sẽ chỉnh và tích lũy ở khoảng quanh vùng 23.2 cộng trừ tích lũy thành công vùng này mục tiêu 24 24.5. Uh, cổ phiếu FTS thì gần như bây giờ nó cũng hết tất cả những cái vùng cảng kỹ thuật rồi. Trong tuần dự kiến tích lũy ở vùng 55 đến khoảng vùng 56, mục tiêu thì sẽ công lên vùng 60. <laughs> xa hơn sẽ là hướng lên vùng 64 và trong tuần thì nó lên được khoảng quanh vùng 63 và hiện tại thì bắt đầu nó có một cái nhịp uh, test lại. Uh, mặc dù phiên ngày hôm nay thì chúng ta nhìn thấy là thị trường của chúng ta tương đối là là loạn cào cào thôi nhưng mà cổ phiếu FTS vẫn khá là vững vững vàng đấy. Nó chứng tỏ là tạo lập họ đang neo cổ phiếu này cực kỳ tốt luôn tuần tới có chỉnh thì ở quanh vùng 58 và điểm hợp sâu hơn sẽ là vùng 55 56 tích lũy thành công thì mục tiêu lại công lại vùng 60 và điểm xa hơn sẽ là vùng 64 SHS ở trong tuần SHS ở trong tuần thì cũng có một cái điểm tích lũy thành công ở đầu tuần đó là vùng 17.7 đến khoảng vùng 18 17.8 đó nó tích thành công ở đây này trong phiên giao dịch ngày 6 này và target tuần thì ở vùng 18.8 đến vùng 19 thì cơ bản là cũng đạt được phiên ngày hôm nay là đạt được khoảng 19.2 19.1 và nó bắt đầu có một cái xu hướng test trở lại tuần tới tuần tới nếu khỏe thì nó lại quanh ở vùng 18 thôi. 18 18.1 18.2 đây mục tiêu ở trong nhịp này thì khả năng nghe hết, hết. À, theo như cái cảm nhận của Hùng thì nó vẫn tiếp tục kéo về vùng 19 19.5 vùng 20 khả năng nó sẽ kéo lên vùng 20 rồi nó mới phân phối hàng chứ còn bây giờ thì nó vẫn vẫn còn những cái nhịp kéo lên mang cái tính gọi là tích cực sideways ở trên vùng đỉnh để trước khi mà nó phân phối toàn bộ đối với mã cổ phiếu VX trong tuần chúng ta có dự kiến vùng 18.5 đến vùng 19 đó 18.5 vùng 19 là vùng chỉnh cung kỹ thuật tích lũy thành công ở vùng này chúng ta hướng về target mục tiêu 19.3 19.5 thì ở đây chúng ta nhìn thấy là đây là chính là cái điểm gì đây là chính là điểm 18.5 18.7 18 này Đấy chính là 18.7 đó nó tích ở vùng này thành công Ờ, trong tuần thì VX đã hoàn thành thêm được một cái nấc nữa đó là nó vượt lên được đến vùng 20 trước khi mà gì, nó bắt đầu nó có xu hướng chỉnh cung. Nói chung là VX thì chỉnh cung cũng không quá nặng nề. Với cách như thế này thì tuần tới sẽ ở vùng 19 đến khoảng 19.2 tích vị thành công. Thì mục tiêu của VX khả năng nó sẽ nhồi nhét thêm một cái nhịp nữa ở khoảng quanh vùng 20 hoặc điểm xa hơn sẽ là vùng 20.5. Rồi sau đó nó lại tiếp tục nó đạp và nó cứ sideways như vậy cho đến khi nào mà khả năng là tạo lập họ phân phối hết hàng thì khi đó mới bắt đầu có những cái nhịp và chỉnh cung thực sự đối với mã cổ phiếu VX. AGR trong tuần lực đánh cực kỳ phê, tốt, tích cực, nói chung là đẹp. Thì đây, chúng ta có một cái biên chỉnh cung dự kiến ở vùng 7.7 đến vùng 18 và các anh chị nhìn thấy phiên 4 và phiên ngày 5 thì <laughs> cổ phiếu bắt đầu chỉnh cung và bắt đầu cây nến kết thúc phiên của ngày 5 thì cổ phiếu AGR bắt đầu bật lên. Đó và nó bật qua vùng 19 thì nó view phát lên là đến vùng 21.5 luôn thì đến vùng này hùng cảm thấy là phiên ngày hôm nay mặc dù thị trường chỉnh cung nhưng mà nó vẫn khá là bình tĩnh nói chung bình tĩnh thật không có vấn đề như không có vấn đề gì xảy ra như vậy là AGD tuần tới nếu mà có yếu yếu hơn thì nó sẽ test về khoảng quanh vùng 20 Mục tiêu bất vùng 22 và có thể nhịp này AGD sẽ đánh vượt thoát lên khoảng quanh vùng 23 VDS ở trong tuần thì về cơ bản là cũng thành công khi nó tích thành công ở vùng 20, 20.3. Đây cái điểm uh, <laughs> cản ngang này là 20.3 các chị này. Đó. Và mục tiêu thì nó ngắm lên vùng 21.5 đến vùng 22. Thì trong tuần vừa qua là đạt 21.5 rồi. Và hiện tại thì bây giờ nó đang có một cái gì Đang có một cái lực chỉnh cung nhẹ nhẹ đây. Như vậy tuần tới thì nó lại như vậy thôi. Quanh vùng 20, 20.3. Cộng trừ 0.3, 2 gì đó. Tức là có thể là nó sẽ không thể chính xác được. Nhưng mà nói chung là quanh cái đường line này thì nó lại. Uh, đây các chị. Đây, kéo lại đây đó thì nó lại quay trở về test cung chỉnh này test thành công thì nó lại vùng 21.5 vùng 22 và trong ngắn hạn thì khả năng là VDS cũng sẽ sideways ở biên ở uh, biên 20 cho đến vùng 22 và nó cứ đi như vậy cho đến lúc mà nó phân phối hết cổ phiếu ORS hỗ trợ kỹ thuật ở vùng tuần ở vùng 16.5 vùng 17 đây các anh chị nhé đây vùng 16.6 này test thành công thì như vậy là gì hoàn thành target tuần ở vùng 17.5 ở hướng đến vùng 18 tuy nhiên vùng 18 thì chưa đạt được và đến vùng 7.5 thì như vậy là cổ phiếu là quay đầu chỉnh cung tuần tới thì lại như vậy thôi lại vùng 16.5 16.7 test thì thành công rồi thì như vậy nó lại tiếp tục kéo lên vùng 7.5 và khả năng trong ngắn hạn thì cổ phiếu ORS cũng như vậy nó sẽ phân phối hàng từ khoảng quanh vùng 16.5 cho đến vùng 17.5 và nó sẽ Sideway ở trên cái biên đỉnh này trước khi mà nó có cái sự phân phối hết và cổ phiếu sẽ bắt đầu đi vào chỉnh cung ở góc độ trung hạn cổ phiếu CTS cũng khỏe trong tuần vừa qua thì CTS gần như là nó cũng đã bứt qua hết tất cả những cái vùng đỉnh của nó rồi khá là bình tĩnh nói chung là CTS với CTS với AGR trong tuần vừa qua đánh khá là tích cực thì nhung đã có phân tích ở đây cts thì dự kiến là chúng ta sẽ có những cái vùng chỉnh công nghệ thuật lại ở quanh vùng 32 hai và các anh chị để ý là trong phiên giao dịch ngày mùng năm thì nó test lại ở cái vùng hỗ trợ kỹ thuật trước khi mà nó có cái lực kéo khá là mạnh về vùng target mục tiêu ở vùng 35 và hiện tại hiện tại thì đang hướng về vùng 39 đến khoảng vùng 40 và khả năng trong nhịp này thì cts sẽ cố kéo lên khoảng quanh vùng 40 trước khi mà nó phân phối thực sự thì tuần tới ở đây sẽ có hai vùng chỉnh cung mục tiêu để chúng ta dự báo xem là CTS có kéo tiếp hay không đó ví dụ nó test thành công ở vùng 35 35.5 đến vùng 36 thì khả năng cao 40 là cao tức là nó sẽ giữ được ở trên vùng 35 cộng để nó kéo tiếp một nhịp nữa vùng 40 và mục tiêu ở trong nhịp này đó là gì nó hút cái dòng tiền nhỏ lẻ các anh chị à, các anh chị nào mà kiểu là hưng phấn mà không chịu được đúng không ạ và chúng ta vô hình dung mà chúng ta đua vào những cái vùng này là những cái vùng gọi là gọi là gọi là gọi là vùng 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 chỉnh cung trung hạn đấy các anh chị nhá chứ không phải là chỉnh cung ngắn đâu nhá và vô hình dung và tại vì sao lại như vậy thì đây này sẽ cho các anh chị view một cái góc nhìn này để chúng ta để chúng ta hiểu được này chứ không phải đơn giản đâu đấy anh chị nhá và khi mà chúng ta vô hình dung đây các anh chị này từ cái một nhịp này là CTS cũng khoảng tầm từ vùng 36 nhá và nó chỉnh một phát là về đến vùng 7 nhá tức là nó chỉnh cung ở một góc độ trung và dài hạn luôn và vô hình dung mà chúng ta đua phải những vùng ở trên này thì như vậy là chúng ta ăn quả đắng ở dưới này là nó đắng lắm với các anh chị và gần như là các anh chị cắt lỗ hết cắt lỗ 100% trăm phần trăm và không ai có thể chịu được là khi chúng ta đua ở vùng này mà là mà 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 về đến vùng 7 mà các anh chị còn cầm lại được thì đấy là một cái uh, trừ khi là 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 các anh chị gọi là gọi là xóa tài khoản đi Chứ còn không là các anh chị không chịu được đâu nên là bây giờ nó cũng như vậy nó cũng đang có những cái nhịp kéo này và đây là những cái nhịp kéo hưng phấn đúng không ạ để nó hút nó nốt cái dòng tiền nhỏ lẻ ai hưng phấn thì sẽ vào đấy hứng <laughs> hứng cái gì đấy <laughs> rồi đối với MBS ở đây này thì trong tuần cũng như vậy thôi vùng 27.5 vùng 28 test tích lý thành công ở đây nó test ở khoảng quanh vùng 28.2 uh, ta cái mục tiêu đối với MBS có một vùng cả trung hạn đó là vùng 30 đến vùng 30.5 thì trong tuần là đây nó lên được khoảng vùng 29.7 và nó bắt đầu có cái sự chỉnh cung và với các độ chỉnh cung như thế này thì tuần tới chúng ta lại tiếp tục hướng lại vùng 28 28.1 28.2 còn điểm sâu hơn sẽ là vùng 27.5 Nôm na là như vậy trong ngắn hạn thì uh, khả năng cao thì MBS sẽ tiếp tục phân hồi, phối hàng ở vùng 27.5 và maximum sẽ ở khoảng quanh vùng 30, 30.5 cái anh chị lưu ý như vậy và nó cái sideways nó chạm hỗ trợ này nó kéo lên và chạm cản thì nó lại đạp xuống và nó cứ làm như vậy để làm sao đó nó hút được một cái dòng tiền nhỏ lẻ nào đó của nhỏ lẻ hưng phấn tạo những cái phiên mà hưng phấn mà ở uh, cuốn theo và sau khi mà họ phân phối đủ hàng gọi là đủ hết rồi uh, tất cả mọi thứ ngon lành rồi thì như vậy là có thể là nhóm ngành chứng khoán cũng sẽ bắt đầu uh, bước vào một cái nhịp giảm ở góc độ trung hạn. Còn riêng về nhóm ngành banh thì đây Hùng sẽ phân tích cho các anh chị một cái mã cổ phiếu thôi để chúng ta nhìn được một cái góc nhìn. Đấy. Đối với cháo thịt gà, ở đây chúng ta có vùng 3738 là vùng cản kỹ thuật trung hạn các anh chị nhé. Và sau sau khi mà đạt đến cái vùng cản kỹ thuật này thì như vậy là từ vùng 36 mà cổ phiếu rơi về vùng 18 tức là mất khoảng tầm 50% vị thế. Các anh chị. Và ở đây đến cái thời điểm hiện tại các anh chị nhìn thấy đây đúng không ạ? chúng ta nhìn thấy cái điểm này chúng ta có hoảng và có, có sợ không biết là mọi người có sợ không nhưng mà với góc độ của hùng lê thì hùng rất là sợ các anh chị sau những cái nhịp mà kéo chữ v này đây này các anh chị đây là một chữ v này nó kéo chữ v các anh chị và cái thường thường mà kéo chữ v như thế này là dễ gọi là đây đây nó kéo chữ v luôn và đây các anh chị nhìn thấy chữ v đây không ạ mà chữ v này rất dốc nhé tức là nếu trong trường hợp mà chữ v mà nó thoai thoải ấy thì nó lại khác còn chữ v này nó dốc lắm các anh chị và đây một cái chữ v nó dốc này và sau một cái chữ v dốc đấy thì các anh chị cũng nhìn thấy đây đúng không ạ đây là tất cả những cái gì mà những anh chị em hưng phấn ở trên này thì đến đoạn này là là đi 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 đi, đi cam cambodia hết anh chị đi cambodia hết đấy thì đây một cái nhìn chữ v này vào đây đó rồi tiếp nhá techcombank còn banh thì khả năng nó vẫn còn nhưng mà ít nhất là nó cũng đây nó cũng kéo một cái chữ V này với đúc hoặc là cổ phiếu bit xem cổ phiếu bit biết đấy ờ, ông em BIT này là đây nhưng ông đã có phân tích ở đây này là BIT là nó gặp một cái 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 cản trung hạn ở đây đó là vùng 54 đến vùng 55 rất là mạnh và chúng ta có những cái chữ V các anh chị chữ V đó và đây là một chữ V và đây là một chữ V và chữ v này nó đang viết còn kết quả của chữ v này nó như thế nào thì hùng chưa biết nhưng mà với quan điểm cá nhân của hùng lê thì các anh chị hiểu đúng không ạ phòng chứ không chống đúng không ạ bởi vì chúng ta có chống được đâu và, và 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 tất cả những cái 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 gì mà hùng mang đến cho các anh chị phân tích cho các anh chị đây đó là những cái góc độ chia sẻ rất chân thành rất chân thành các anh chị rất chân thành và mong muốn một cái điều mong muốn lớn nhất đó là các anh chị thành công Uh, chúng ta tìm kiếm được tiền ở trên thị trường chứng khoán để về chúng ta nuôi vợ nuôi con. Rồi uh, chúng ta tạo dựng cuộc sống, chúng ta làm tất cả những cái niềm đam mê mơ ước và uh, mong muốn là các anh chị đừng có bị sẩy chân bởi vì trên thực tế thì um, khoảng tầm 100 nhà đầu tư uh, tham gia trên thị trường chứng khoán thì đâu đó nó cái xác suất mà để uh, sau những cái nhịp mà sau những cái nhịp rung rũ hoặc là sau những cái nhịp sóng gọi là nhịp sóng đập ấy, thì 100 nhà đầu tư thì chỉ còn 20 nhà đầu tư sống sót thôi. Và họ tồn tại, họ sinh tồn, họ tiếp tục uh, cái công việc của những cái nhịp sóng sau. Còn lại khoảng tầm 80 nhà đầu tư là coi như là vẫy tay uh, xin chào. Và thậm chí là có những cái nhà đầu tư là mãi mãi không quay trở lại thị trường chứng khoán nữa. Bởi vì hoảng quá, sợ quá các anh chị. Đó là những cái mà chúng ta uh, cần phải lưu ý. Ok. Thôi, uh, nội dung như vậy thôi. Và đối với cái mô hình của chỉ số index thì như cũng đã có phân tích rồi. Các anh chị... Uh, phiên giao dịch ngày thứ hai sẽ là phiên khá là quan trọng và ba cái 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 phiên ba cái điểm gần đây nhất ở đây thì hùng đã có phân tích với anh chị rồi chúng ta sẽ chú ý thêm trong trường hợp nếu phiên ngày thứ hai chỉ số vn index của chúng ta tích cực và phục hồi lại ở khoảng trên vùng một nghìn điểm một cây nến xanh bật lên thì như vậy là chúng ta sẽ có thể kỳ vọng ở những góc độ tiếp theo phiên giao dịch ngày thứ ba ngày thứ tư thì chỉ số vn index phục hồi trong trường hợp vn index của chúng ta mất ở vùng 1247 và không thể lấy lại được thì như vậy là nó sẽ hướng về vùng 1240 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 1235 đến vùng 1230 tại vùng 1230 thì cũng sẽ tiếp tục đánh giá thêm trong trường hợp trong trường hợp nếu vùng 1230 mà nó bị thất bại thì như vậy là chắc chắn là index của chúng ta sẽ quay trở về vùng 1200 điểm rồi và 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 ở đây thì cũng có thể là cái cái mô típ chung thì nó sẽ hình thành một cái sóng chỉnh abc nó sẽ hình thành một cái sóng chỉnh ABC trước khi mà nó uh, nó 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 vượt lại đó thì sóng chỉnh A có thể sẽ kết thúc ở khoảng quanh vùng 1230, sau đó nó sẽ bật lại lên ở sóng hồi B ở khoảng quanh vùng 1260 đến khoảng vùng 1265. Và sóng chỉnh C sẽ chỉnh về khoảng quanh vùng 1200 điểm ở đây và quanh vùng 1200 điểm tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta sẽ bước vào một cái sóng tăng mới và cái sóng tăng này thì lúc đó thì chỉ số vn index của chúng ta khả năng lúc đó mới hướng được về khoảng quanh vùng 1.300 điểm ở đây thì đó là một cái dự báo sớm thôi các anh chị nhé và uh, trên cơ sở là chúng ta sẽ phải uh, có các cái dữ liệu kỹ thuật để chúng ta tiếp tục phân tích ok bản tin phân tích tuần này thì xin phép được tạm dừng tại đây xin chào và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư trong các bản.